chính là mobile. Thì với những bạn vẫn còn yêu thích cái thói quen ghi chép nhưng vẫn muốn sử dụng những công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả hay quản lý công việc ghi chép tốt hơn thì sổ tay thông minh sẽ là một cái sản phẩm mà các bạn nên tìm hiểu kỹ đấy. Và trong video lần trước, không biết các bạn đã xem chưa, thì chị Thoa Xinh cũng đã review cho các bạn một cái phiên bản sổ tay thông minh rất là tuyệt vời và hiện đại. Nhưng trong video lần này, anh cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên bản sổ tay còn tuyệt vời hơn thế nữa, về thiết kế cũng như là dung lượng pin khủng và giá thành lại rẻ hơn rất là nhiều nữa. Bây giờ anh sẽ tiến hành mở hộp ngay cái sổ tay thông minh 36 nốt này xem có giống như là anh nói không nha. Và sau khi mở hộp thì các bạn hãy quan sát thiết kế của cái quyển sổ tay thông minh này. Thì nó như những chiếc sổ tay thông thường, nếu mà nhìn không nhầm thì các bạn cứ tưởng nó là iPad không. Và nó có độ linh hoạt rất là cao, chúng ta có thể mang đi học, đi làm hoặc là đi dự hội nghị cũng không kém phần sang trọng. Và các bạn hãy quan sát phần bìa của nó như bìa của những chiếc sổ tay thông thường, và nó là một cái bộ phận không thể thiếu cho cái bộ sản phẩm này. Và nó được làm từ chất liệu PU cao cấp. Chất liệu này sẽ giúp cho sản phẩm có độ bền cao hơn, cũng như là cái màu sắc da bò như thế này giúp làm tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm. Và bên trong nó là một cái bề mặt tiếp xúc với giấy, sử dụng công nghệ cảm biến điện từ có độ chính xác rất là cao. Và tất cả các thông tin mà các bạn ghi trên sổ sẽ được đồng bộ hóa nội dung trên đám mây thông qua app theo thời gian thực với độ trễ cực kỳ thấp. Và phía dưới thì các bạn hãy quan sát là nó được trang bị một cái nút nguồn cũng như là cái nút reset được thiết kế chìm trên mặt bề mặt sổ. Và kế đó là một cái đèn tín hiệu đi kèm với một cái cảm biến. Khi chúng ta đóng sổ lại thì đèn nó sẽ tắt và khi nó sẽ tự động mở lên khi chúng ta mở sổ ra. Và kế đó là một cái cổng sạc từ tính rất là hiện đại. Và với dung lượng pin 1000mAh thì chúng ta chỉ cần sạc trong vòng 1 tiếng là có thể sử dụng lên đến 16 tiếng. Wow, và anh nghĩ dung lượng pin này rất là khủng. Anh nghĩ là không những nó không làm gián đoạn công việc của mình mà nó còn tăng hiệu quả công việc của mình gấp nhiều lần nữa. Và là một cái hạn chế của thiết kế như thế này đó là cái sổ tay ở bên trong các bạn không nên sử dụng cái sổ tay có độ dày quá 7mm, và nó cũng là một hạn chế. Nhưng mà nói về sổ tay thì các bạn hãy quan sát là nhà sản xuất cũng đã cung cấp cho chúng ta một cái quyển sổ tay như thế này với cái kích thước khổ giấy A5 gồm 40 trang, được làm từ chất liệu rất là cao cấp, thân thiện với môi trường nữa. Và khi chúng ta sử dụng hết sổ tay thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng những cái sổ tay khác mua ngoài thị trường với cái kích thước tương tự, vì cái thiết bị này nó không có kén mặt giấy và nó cũng là một cái ưu điểm rất là tuyệt vời của cái sản phẩm này. Ngoài ra, thành viên không thể thiếu của bộ sản phẩm này là một cái bút cảm biến điện từ. Nó được trang bị viết trực tiếp lên mặt giấy không cần sạc. Và nó được sử dụng loại mực D1 nhập khẩu. Nét mực nó rất là mềm mại và nhanh khô, với kích thước đầu ngòi viết là 0,6mm thì chúng ta có thể viết liên tục lên đến 1400 nét mực. Và thân viết các bạn hãy quan sát, nó được gia công từ nhựa ABS có độ bền rất là cao. Và nó được trang bị một cái mạch cộng hưởng, từ đó cái bảng cảm biến điện từ trên cái sổ tay sẽ quét liên tục và sẽ nhận diện vị trí bút, ghi lại tọa độ các cái giá trị tương ứng và nắm bắt dữ liệu viết tay một cách rất là chính xác và khoa học. Thì cái ruột bút này chúng ta có thể thay thế, vì nhà sản xuất cũng đã cung cấp cho chúng ta một cái ruột bút thay thế như thế này kèm theo cái bộ phận để chúng ta thay thế ruột bút một cách dễ dàng hơn. Khi chúng ta sử dụng hết của nhà sản xuất cung cấp thì chúng ta có thể mua ruột bút này ở ngoài thị trường, thì anh cũng có tham khảo giá thị trường là ruột bút này khoảng 80.000 đồng một cây. Và cũng là một cái ưu điểm rất là lớn của sổ tay thông minh này đó là nó được trang bị cái công nghệ Bluetooth 5 chấm, nó giúp cái đường truyền kết nối dữ liệu chúng ta ổn định hơn. Và để chứng minh được điều đó thì bây giờ anh sẽ tiến hành kết nối sổ tay với app để viết cho các bạn cùng quan sát luôn nha. Và bây giờ anh sẽ tiến hành cái thao tác tải app cho các bạn cùng quan sát nha. Anh quay màn hình cho các bạn nhìn kỹ hơn. Và ở nhà sản xuất cũng đã cung cấp cho ta một cuốn catalog, thì ở đây nó có một cái mã QR, thì bây giờ anh sẽ tiến hành quét mã QR này để chúng ta tải app. Và nó sẽ nhận mã QR, anh sẽ mở trong Safari. Và ở trong đây nó có một cái đường link nó cung cấp cho chúng ta. Anh sẽ copy cái đường link này, sao chép, và anh sẽ ra một cái trang khác, dán vào đi. Đó, sau đó anh sẽ
Và một cái khuyết điểm nhỏ của cái thiết bị này đó là khi chúng ta tải app về thì nó hoàn toàn là tiếng Trung. Thì nếu các bạn sử dụng quen thì không sao. Thì nó kêu chúng ta là phải đến cái ứng dụng Test Live và trong cái Apple Store thì anh sẽ ra ngoài tải cái Test Live trong Apple Store nhé. Test Live đây, ứng dụng này. Các bạn nên nhớ là phải ứng dụng Test Live có ba cái cánh quạt này nhé. Đây nhận, anh đã tải rồi cho nên là anh đi ra anh hướng dẫn các bạn lại từ đầu cho nên là anh phải tải lại. Ok, và anh sẽ mở lên hướng dẫn thông báo cho bạn. Nếu mà các bạn tải cái app này lần đầu thì nó sẽ không có cái mục này cho các bạn. Các bạn phải nhập cái mã vô. Thì cái mã này sẽ là cái mã ở phần ngoài cái Safari hồi nãy đây. Là cái mã InterHVVLCD là cái mã này để chúng ta bắt đầu áp dụng cái app này vô. Nhưng mà ở đây anh có cái 36 là của cái ứng dụng của quyển sổ này rồi. Cho nên anh không cần nhập mã nữa nha các bạn. Các bạn nên lưu ý cái vấn đề đó nha. Và anh sẽ intern nó và anh sẽ tải nó lại. Các bạn hãy chờ trong vòng khoảng 45 giây thôi. Xong rồi, thì chúng ta mở phần lên. Và nó kêu ảnh là phải mở điện thoại, Bluetooth từ điện thoại để kết nối với cái này. Thì anh đã mở Bluetooth rồi, thì giờ anh sẽ tiến hành kết nối với nó. Anh sẽ chọn vào đây. Anh sẽ bấm thao tác cái nút bên đây. Khi nào nó sẽ xuất hiện cái đèn xanh lá cây và nó kết nối rồi. Đây, rồi. Và nó sẽ qua giao diện này thì chúng ta vào đây. Cái này là cái tên của cái sản phẩm thôi. Và đây là cái giao diện khi chúng ta kết nối được với cái ứng dụng của sổ tay thông minh này. Và ở đây nó có hai cái bức hình mặc định thôi. Thì anh sẽ giới thiệu sơ về cái giao diện này. Đây là cái thông tin của chúng ta. Và cái đây nó sẽ hiện cái phần trăm pin của cái sổ tay thông minh này rất là thông minh. Và nó hiện những cái thông số, cái thông tin của cái sổ tay này. Còn đây là nhà home của mình ha, trang chủ. Còn đây là cái trang mà khi chúng ta bắt đầu vào viết ha. Thì hiện tại anh chưa có viết gì trên đây hết. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái thùng rác để chúng ta xóa nè. Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ tiến hành viết ha. Bây giờ hiện tại thì tất nhiên là cuốn sổ này nó sẽ viết được. Thì anh sẽ thử xem coi ở cuốn sổ này với cái những cái mặt giấy khác thì nó có viết được hay không. Như lúc nãy anh đã giới thiệu cho các bạn á. Bây giờ anh lấy ra thử nha. Đây. Giới thiệu các bạn, trong đây là một cái khe để chúng ta giữ cái bìa vỡ cho nó được cố định á. Bây giờ anh sẽ không có nhét vào đó nữa. Anh sẽ để cái mặt giấy lên đây và anh sẽ viết thử cho các bạn xem. Với điện thoại, với góc máy bên này, anh sẽ viết chữ chiếm tà mobile cho các bạn quan sát ha. Ở đây ngoài chúng ta có thể viết được, chúng ta có thể điều chỉnh được độ dày của nét mực nữa các bạn ạ. Đó. Anh đang viết với cái nét chữ rất là mỏng, cho nên là chắc không biết các bạn có quan sát được hay không. Đó. Đó. Bây giờ anh sẽ thử thay đổi cái nét mực cho nó dày hơn cho các bạn dễ nhìn thấy hơn ha. Đây rất là giống, nó rất là giống như là cái trong đây của anh viết. Đó, nét mực rất là thật luôn. Và cái khi mà anh viết á, cái độ trễ của nó rất là chậm, có nghĩa là anh vừa viết lên đây nó sẽ vừa xuất hiện trên đây rất là nhanh. Và anh sẽ điều chỉnh nét mực xem cho nó dày hơn một tí cho các bạn dễ quan sát ha. Đây là chúng ta có thể điều chỉnh được màu của mực nữa nè. Mặc dù là màu của viết chúng ta màu đen nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh màu mực ở trên cái ứng dụng này luôn. Anh sẽ chỉnh cái độ dày của mực lên, độ dày của nét mực lên. Bây giờ anh sẽ viết cái chữ khác ha. 1, 4, 7. Đấy, các bạn thấy cái nét mực nó dày hơn đúng không? 1, 4, 9 nè. Nguyễn Tri Phương. Các bạn thấy không? Cái độ nhạy của nó rất là cao. Đó. Đây là 132 nè. Và anh sẽ thử chỉnh màu khác cho các bạn dễ thấy ha. Hậu Giang nè. Đó. Đó. Phường 6, quận 6. Phố Hồ Chí Minh. Đó. Các bạn thấy không? Chữ Hồ. Đó. Rất là đẹp các bạn à.
rất là tiện luôn. Đó, rất là nhanh và nhạy. Đây các bạn thấy là cái độ chính xác nó rất là cao. À, sorry các bạn, chữ của mình hơi xấu. Đây. Rồi, sau khi viết thì chúng ta có thể lưu cái trang này thành một cái file. Đó là cũng là một cái rất là hay khi mà các nhà sản xuất đã suy nghĩ ra được cái phiên bản sổ tay thông minh này. Đó là chúng ta ra ngoài ha. Đây, khi ra ngoài thì nó sẽ để tên và cái thời gian chúng ta viết ha. Và ở bên đây nó sẽ cho chúng ta lưu trữ rất là nhiều cái khác nhau. Chúng ta có thể lưu qua WeChat này, hoặc là qua Drive, hoặc là chúng ta lưu về cái hình ảnh của điện thoại của mình, hoặc là lưu qua những cái ứng dụng khác. Đây, hoặc là chúng ta in ra ngoài, hoặc lưu vào tệp của điện thoại mình luôn. Đó. Và đây là những cái ứng dụng. Bây giờ anh sẽ lưu thử vào ảnh xem cho các bạn xem ha. Đây là lưu theo kiểu GIF, còn đây là lưu hình ảnh. Nó nói là muốn thêm vào ảnh của bạn, anh sẽ OK. Anh sẽ ra ngoài cho các bạn xem ha. Vào ảnh xem nó có cái hình này không. Đây. Đây. Đây là ảnh của anh nha, đây là album ảnh của anh. Đó, rất là hay nha các bạn. Và bây giờ anh sẽ đi ra lại cái ứng dụng đó. Đó. Đây là cái tính năng mà hồi nãy anh viết cái chữ đó. Đây. Nó sẽ quay lại cái video anh viết cái chữ này luôn. Rất là hay các bạn ạ. Đó. Nó sẽ ghi lại cái quá trình mà nó ghi nhận được, nó thu được cái thông tin nó quét á ở trên cái mặt cảm biến này, rất là hay luôn. Và cái này nó lưu với cái mực màu đỏ, tại hồi nãy anh đã chỉnh mực màu đỏ rồi. Đó. Các bạn muốn màu gì các bạn chỉnh rồi các bạn ghi video lại rồi bạn tải về máy luôn. Đúng không? Đây là một số cái chức năng của nó. Đây là chúng ta làm một lục và những cái chức năng nâng cao khác. Đây là cái phần kết nối cũng như là cách sử dụng cái quyển sổ thông minh này thông qua cái app. Các bạn nên lưu ý cái phần kết nối app nha, lúc nãy mình đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Và các bạn hãy quan sát, đây là một số cái tác phẩm mà các bạn đã đăng lên cái ứng dụng cho chúng ta thấy ha. Nó cũng như một cái mạng xã hội nhỏ vậy đó. Đây, người ta vẽ rất là đẹp bằng cái quyển sổ thông minh 36 nốt này. Rất là nhiều cái tác phẩm. Các bạn có thể quan sát. Và cái app này chúng ta cũng có thể kết bạn và tham khảo những cái bản vẽ rất là hay và thông minh và cũng như là rất là đẹp nữa. Và vừa rồi các bạn cũng đã quan sát cách anh kết nối cũng như thao tác anh sử dụng quyển sổ thông minh này. Và anh nghĩ cái quyển sổ thông minh 36 nốt này sẽ phù hợp với tất cả mọi người, từ học sinh, sinh viên đến doanh nhân, nhà thiết kế đều có thể tận dụng được hết khả năng của sản phẩm mà dễ dàng quản lý triệt để công việc của mình nhất, cũng như là ghi chép những cái dữ liệu được bảo mật an toàn và nhanh chóng nhất. Và hiện tại sổ tay này đang phân phối tại 9 tầng Mumbai. Các bạn hãy đến đây trải nghiệm và sở hữu nó, cũng như là trải nghiệm hàng trăm sản phẩm khác. Và các bạn hãy like và subscribe kênh 9 tầng để chúng mình có thêm động lực review thêm nhiều sản phẩm công nghệ thông minh khác nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.